Hello Miss Quỳnh, em chào chị Quỳnh ạ. Là chị Quỳnh ơi, mình đã sẵn sàng để bật camera và bật mic lên chưa ạ? Dạ, alo em nghe thấy chị rồi ạ. Hiện tại là mình chỉ có thể bật mình chỉ bật micro được thôi chứ mình không có tiện bật cái webcam, xin lỗi nha. Dạ, mình đang ở cái môi trường không tiện đúng không ạ? Dạ đúng rồi. À, rồi, em cảm ơn chị nhiều. Rồi, vậy thì em chào chị Quỳnh, em xin tự giới thiệu em là Kim Chi thì hôm nay em sẽ là giáo viên test English test tiếng Anh của Pantado đối với mình nhé. À, vậy trước khi vào bài kiểm tra thì em có thể hỏi một chút xíu về chị Quỳnh được không ạ? Được ạ. Dạ, thì không biết là chị Quỳnh trước đây là đã có học tiếng Anh chưa nhỉ? Hồi trước mình có học ở ngoài trung tâm một thời gian, xong rồi mình nghỉ mình không học nữa. Rồi tới hiện tại thì mình chưa có đi học ở đâu hết. Là vậy thì trong cái khoảng thời gian mà mình học á, và cả cái khoảng thời gian mà mình không học nữa thì mình có sử dụng tiếng Anh ở mức độ thường xuyên không nhỉ chị nhỉ? Chủ yếu là mình chỉ sử dụng là đọc với đọc hiểu với chat thôi chứ không có sử dụng kỹ năng nói nhiều. Là rồi, em nghe rồi, cảm ơn chị ạ. Là vậy thì mình có sử dụng tiếng Anh là để đọc hiểu chứ không có nghe nói nhiều ha. Là Dạ đúng. À, vậy thì với mục đích của mình khi mà được theo học ở Pantado thì cái nguyện vọng mà mình học tiếng Anh của mình sẽ là gì nhỉ chị nhỉ? Chủ yếu là mình muốn mình tập trung về cái kỹ năng là nghe nói. Là tập trung vào kỹ năng nghe nói. Dạ vâng, là rồi, vậy thì em đã hiểu một chút sơ sơ về cái mục đích cũng như là cái năng lực tiếng Anh hiện tại của mình. Vậy thì khi mà em vào bài thì em sẽ sử dụng tiếng Anh để giải thích đề hoặc là để hướng dẫn mình làm bài. Nếu có chỗ nào mình không hiểu thì mình cứ nói em ngược lại để em giải thích lại cho mình nha chị nhé. Đây rồi, bây giờ mình sẽ bước vào cái bài kiểm tra của ngày hôm nay. Right, so welcome to the demo test of Pantado English. Right, here we have your demo test with five parts. The first part will be about grammar. Rồi phần đầu tiên sẽ là phần ngữ pháp, mình sẽ ôn lại những cái gì mà mình mà sẽ chủ yếu sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và đặc biệt là chủ yếu sử dụng trong cái bài kiểm tra ngày hôm nay. The second part will be about listening. You will listen to an audio and you have to fill in the missing word. Mình sẽ nghe một cái đoạn băng nói về một chủ đề về dã ngoại và sau đó là mình sẽ phải điền cái thông tin bị thiếu vào những cái ô trống nha chị nhé. And next we have the speaking part. You will be given a picture and you have to describe it to me. Mình sẽ được đưa một bức tranh và mình sẽ phải mô tả cái bức tranh đó cho em bằng tiếng Anh. Next will be the reading. You will read some information about a restaurant and then you answer the question, tell me if they are true or false. Five, the fifth part will be about pronunciation. Here I will check your pronunciation. Rồi với phần 4 và phần số 5 thì sẽ là phần đọc và phần phát âm. Đọc thì mình cũng dễ hiểu rồi và cuối cùng sẽ là phần phát âm. Em sẽ kiểm tra phát âm tiếng Anh của mình chị nhé. Rồi, trên đây là em đã tổng quan qua cái bài kiểm tra tiếng Anh của mình. Vậy bây giờ em sẽ vô cái phần ngữ pháp. Và trước khi vào bài tập ngữ pháp thì em sẽ ôn lại cho mình một chút xíu về hai cái thì mình sử dụng trong bài ngày hôm nay. Đó là thì hiện tại đơn nằm ở cột bên trái và thì hiện tại tiếp diễn nằm ở bên phải. Đối với hiện tại đơn thì chức năng của nó là dùng để là đưa ra một câu mô tả chung chung. Hiện tại đơn dùng để đưa ra một mô tả chung chung và cái thứ hai đó là nói về việc gì đó lặp đi lặp lại thường xuyên hay là bao nhiêu lần như thế nào đó. Đó là thì hiện tại đơn với công thức là chủ ngữ cộng với động từ đuôi S hay ES thì tùy vào ngôi. Cái này thì chắc là trước đây mình học mình cũng nhớ rồi ha. Rồi, và đó là thì hiện tại đơn.
Với thì hiện tại tiếp diễn thì mình dùng để mô tả những việc gì đó đang xảy ra ngay lúc nói, hoặc mô tả và chuyện gì đó có mô tả một cái kế hoạch có thể xảy ra trong tương lai nhưng mà mình đã lên kế hoạch rồi nhé. Với cái công thức chủ yếu đó là động chủ ngữ cộng động từ to be cộng với verb in. Đây là công thức mà mình sẽ hay xài nhé. Vậy thì trên đây là phần ôn tập lại rất nhanh về hai cái ngữ pháp chính trong bài. Vậy thì chị Quỳnh sẽ giúp em hoàn thành những cái câu sau đây nhé chị Quỳnh nhé. Right, so I have some sentences here. Please help me fill in the correct word. Mình sẽ giúp em điền những cái từ chính xác vào trong đây nhé chị nhé. Mình đọc cả câu lên giúp em với ạ. Number one is John is playing football at the moment. Okay, very good. John is playing football at the moment. Number two. We often write tests at our school. Okay, good job. We often write tests. And number three. I'm talking to my teacher now. That's right. I'm talking to my teacher now. Good job. Number four. Look, Mandy and Susan are watching a film on TV. That's right, Mandy and Susan are watching a film on TV. Good job. Rồi, chỗ này mình vừa điền đúng và cái cách đọc của mình có lên giọng xuống giọng rất là hay ha. Good job. Rồi. Right, we continue with the next four sentences. Please begin with question number five. Oliver visits her uncle every weekend. Okay, good job. Đúng rồi, chữ visit này mình có đọc ra rõ cái âm S ở cuối. Good job. Right, six. Now the sun shines. Now the sun shines. Oh, you think it's present simple. Right. Remember there is the word now. Rồi now là cái trạng từ chỉ thời gian bây giờ và là một trong những dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn. Đó, là một trong những dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn như em đã nói là đây là thì dùng để mô tả chuyện gì đó đang xảy ra ngay lúc nói, ngay bây giờ. Vậy thì câu này phải là is shining mới đúng. That's right. And remember, this word right here is pronounced sun. And this right here is pronounced shining. The two different S's, remember, có hai âm S ở đây nha chị nha. Một cái là âm giống như xì trong tiếng Việt mình, đó là sun. Rồi cái còn lại thì sẽ là âm succumb, sẽ là shining. Right. Can you repeat the sentence for me, please? Now the sun is shining. Very good. That's right. You have differentiated two S's. Good job. Right. Seven. They sometimes read poems in the lessons. That's right, they sometimes read poems in the lesson. Right here, here we have sometimes, it's not sometimes, okay? Sometimes, S đầu và S cuối đều như nhau cả. Mình chỉ đọc S cong trong một số trường hợp, ví dụ như là SH hoặc là những cái đuôi đặc biệt của tính từ thôi chị nha, những đuôi đặc biệt của tính từ, danh từ thôi. Còn lại đa số sẽ là đọc S nhẹ bình thường thôi, xì á. They sometimes read poems in the lesson. That is correct. And number eight. Listen, the band is playing the new guitar. Okay, very good. But remember, the word guitar here is not stressed in the first syllable. It is stressed in the second syllable. Nó được nhấn ở âm thứ hai. Nó sẽ không phải là guitar, mà là guitar. Từ một cái âm đầu tiên đang là trầm, sau đó là lên cái âm sau là lên giọng. Right. Listen, the band is playing the new guitar. One more time. Listen, the band is playing the new guitar. Very good, that's right. Okay, right, you have finished the grammar part with almost all correct answer. You had one wrong answer. That is very good. And remember to differentiate between the two S's. Mình sẽ cần phải phân biệt giữa hai cái âm S và SH khi mình phát âm. Right, good job. Right, okay, you will begin the listening test right now. But before going into detail, let's look at some words that might be useful for you. Mình sẽ nhìn qua một số từ vựng mà có thể hữu ích cho mình trong cái bài nghe sắp tới nha. Right, please repeat after me. Picnic. Picnic.
That's right. The ending sound is a K. Đó là buổi dã ngoại. Chính xác. Next, river. River. Chính xác. Okay. Next, litter. Litter. Okay, you can say litter or litter. It's up to you. Ở đây có cái trường hợp đặc biệt đó là hai cái chữ T liền nhau. Thì mình được phép bẻ âm từ âm T sang âm D. Được. Thì mình có thể đọc là litter giống như là giọng Mỹ. Hoặc là litter giống như là giọng Anh. Which is fine, don't worry. Next, cái này giống như hơn trường hợp ở trên, hai chữ T đang liền nhau như vậy. Thay vì đọc là bottle, thì em có thể đọc thành bottle. One more time. Bottle. Okay, good job. And finally, we have lazy. Lazy. That's right. Okay, you did a good job pronouncing all the words, right? Okay, so do you remember all the meanings, right? Do you remember all the meanings? Mình đã nhớ hết nghĩa của những từ này chưa nhỉ chị nhỉ? Okay, good. Right, so we don't have any problem reading the text right now. Right. Okay, so I will give you 30 seconds to read all the text on the screen. Mình sẽ có khoảng 30 giây đến 40 giây để đọc hết các cái thông tin ở trên màn hình trước khi mình nghe nha chị nhé. When you're ready, I will play the audio. Right, so this is a conversation between two people, a man, ký hiệu là M, a woman, ký hiệu là W, W. Right. Right, so 30 seconds have finished. Are you done with the reading? Okay. Okay, right. Now you're ready to listen. For the first time, I will not stop the audio. But after the first time, I will stop the audio at the answers. Okay? Lần đầu tiên thì em sẽ để mình nghe từ đầu đến cuối luôn để mình hiểu được cái nội dung sơ của bài đã. Rồi sau đó là em sẽ dừng lại ở những cái chỗ trên màn hình từ đáp án 1 đến đáp án 10 đáp án nó chạy đến chỗ nào thì em sẽ ngừng lại để cho mình nghe nha chị nhé. Right, so okay, please check the sound quality first và hãy kiểm tra chất lượng âm thanh giúp em nhé. Listening practice through dictation 1. Right, can you hear the music? Okay, good job. Now please listen. I will not stop the audio for the first time. Lần đầu tiên em sẽ không dừng. Copyright 2007, Compass Publishing. All rights reserved. Nature and the Environment. Unit 1. A Picnic by the River. This is a good spot. Let's stop and have our picnic next to the river. Good idea. Walking always makes me hungry. I'm ready for lunch. We can sit here on the grass. Oh no! Someone forgot to throw these empty paper bags away. There is litter everywhere. Why do people always leave litter around? It's not a nice thing to do. It spoils other people's picnics. I think they are lazy. Or maybe they just don't care. Look, there are some empty cans and glass bottles under that tree, too. People should clean up before they leave and not leave litter lying around. That's right. Well, after our picnic, let's pick up all the litter we can and take it out of here. Okay, and next week, let's come back with friends and pick up some more. Good idea. Right. So that is the end of the first time listening. Is it easy? Is it easy, Miss Quỳnh? Yes, it came easy. Okay, it's easy, right? So can you tell me all the answers or do you want to listen one more time? And I will stop at every answer. Do you need to listen again? Yes.
some point I think I need listen again. Okay, right, it's okay. So vậy thì em sẽ mở cái audio và dừng tại mỗi đáp án thì mình sẽ đọc đáp án cho em nghe luôn nha. Right. Let's ready to tell me answer 1 and answer 2. 1. Copyright 2007. Nature and the environment. Unit 1. A picnic by the river. This is a good spot. Let's stop and have our picnic next to the river. Right, so what word can you hear in number 1 and number 2? 1 is stop, 2 is river. That's right, number 1 is stop and number 2 is river. Very good. Right, so let's ready for number 3, 4 and 5. Can you fill in this already? Mình đã điền được 3 từ này chưa? 3, 4 and 5. Yes, three. I feel the 3, but 4 and 5 are not. Okay, you couldn't fill in the number 4, number 5. Don't worry, I will let you listen right now. Okay, so ready for number 3 first. Good idea. Walking always makes me hungry. I'm ready for lunch. Right, so what word is number 3? Number 3 is hungry. Hungry. Right, can you say that again? Hungry. Hungry. That's right. Ở đây mình không đọc là hungry nha chị nhé. Tại vì cái này phiên âm của nó đang là âm ngờ. Chỗ này sẽ là chữ ngờ cho nên là mình không đọc là hân được. Hân là âm nờ rồi. Hungry. That's right. Good job. Next. Number 4, number 5. Please listen carefully. We can sit here on the grass. Oh no! Someone forgot to throw these empty paper bags away. There is litter everywhere. Right. Can you try? Number 4 is glass. Number 5 is paper. Paper, right. Number 4, is it grass or glass? Is it grass or glass? Is it grass? Grass là chữ đầu tiên đúng không? Grass, the first letter. Right, the answer is grass. Very good, the answer is grass. And the answer for number 5 is paper. Good job. Grass here là bãi cỏ. Cái này thì nếu như mà em hỏi chị là grass hay là glass thì mình chỉ cần nhìn vào cái bài đọc là mình biết được là cái này phải là grass mới đúng chứ không thể là glass được tại vì glass là thủy tinh hay là một cái ly uống nước. Right, good job. Okay, so number 6, 7. Can you tell me number 6 and 7? What are they? Number 6 is people. Number 7 is picnic. Picnic. Okay, very good. I don't need to. Right, good job. I don't need I don't need to let you listen to that again. Picnics. Right here you have an S. Right, mình sẽ nghe coi cái câu số 7 xem nó cái chữ picnic của nó có S không nha chị nha. Trong các bài nghe thì mình sẽ phải để ý đến số nhiều, số ít. Why do people always leave litter around? It's not a nice thing to do. It spoils other people's picnics. Đó, vừa rồi một cái âm S rất là to rõ ràng. Good job. How about 8 and 9? Can you tell me 8 and 9? What are they? 8 is lazy. 9 is bottle. A bottle. Good job. Bottle, but with or without the S? Bottle, with or without the S at the end? Okay, bottle with the S at the end. Good job. Now let's listen and check. I think they are lazy, or maybe they just don't care. Look, there are some empty cans and glass bottles under that tree too. Good job, lazy and bottles. Bottles có âm S ở cuối, người ta đọc rất rõ. Next, how about number 10, 11 and 12? 10, 11, and 12. Number 10 is pickup. Mm-hmm. Number 11, I don't. Okay, you couldn't hear it. Okay, good job. So how about number 12? Number 12 is idea. Okay, number 12 is idea. Very good. Right, so let's listen and check for number 11. Right, okay. 10 is pickup is correct.
People should clean up before they leave and not leave litter lying around. That's right. Well, after our picnic, let's pick up all the litter we can and take it out of here. Okay, and next week, let's come back with friends and pick up some more. Good idea. Right, pick up is correct for number 10, but number 11, could you hear it? Yes. It is? It's come back. Come back, very good. Let's come back with friends and pick up some more, right? And the woman says good idea for number 12. Good job. Right, so you could hear almost every word after just one time. But the second time, you still need to listen for a second time to check all the other words. Đúng không? Mà lần đầu tiên thì mình đã nghe được gần hết các đáp án rồi. Mình vẫn cần phải nghe thêm một lần nữa để nghe thêm các cái đáp án mà mình đã bỏ qua hoặc là thiếu sót. Vậy thì em đang nhận thấy là cái tốc độ nói của cái người nói trong đoàn nghe này là rất là dễ với mình, đúng không ạ? Rồi, mình có thể theo kịp với cái tốc độ nói này. Và thì khi mà mình gặp những bài nghe ở tốc độ nói nhanh hơn một chút thì em nghĩ là mình sẽ không có vấn đề gì nhiều. Right. Okay, right. We have just finished the listening part and now let's move on to the speaking part. Right. Here are some of the advice on how to describe a picture. Right, so when the teachers give you a picture and ask you to describe it, you need to look at the place. Tell the teacher where is the place in the picture. Mình sẽ cần nói cho giáo viên biết là trong cái bức hình đó là nơi nào. What are in the picture? Trong bức tranh có những cái gì? The people, the things, con người, rồi sự vật, sự việc nó như thế nào? Rồi nếu như mà có con người thì what are they doing? Con người đang làm gì đó? Rồi what are they feeling? You need to tell the teachers the emotions, the feelings of the people in the picture. And don't forget the weather. You cannot forget the weather in the picture. Mình sẽ không thể nào quên được cái thời tiết ở trong cái bức hình như thế nào nữa. Right. Vậy thì tóm lại mình sẽ cần có những điểm sau. Đó là mình cần mô tả cái khung cảnh đằng sau, cái khung cảnh ở trong cái bức hình là nơi đó là nơi nào, rồi khung cảnh đó trông như thế nào và thời tiết thì ra sao. Rồi cái thứ hai đó là con người, hãy mô tả còn có bao nhiêu người trong bức hình đó, họ đang làm gì và cái khuôn mặt của họ như thế nào. Right, so those are some of the advice you can use to describe a picture. Are you ready? Are you ready? Okay, you're ready. Good job. Right, so here is your picture. Please describe them to me. You can prepare in 1 minute or you can tell me right now. Mình có thể chọn là 1 phút chuẩn bị hoặc là mình có thể nói cho em ngay bây giờ luôn, được không ạ? Okay, do you want to prepare or do you want to talk right now? I think I describe it right now. Okay, right, very confident. I like it. Right, so please describe the picture in the screen, on the screen. The picture is described about two people, a man and a woman. They seem happy to run together. Mm-hmm. I think this picture taken in a park with the good weather with the sunshine and right with the sunshine. Okay, that's all. Good. Right. Okay, so from the first time listening to your presentation, I think that you have very good vocabulary and good grammar control, right? You managed to describe all the details without me helping anything. Mình có thể mô tả hết mọi thứ mà không cần em giúp đỡ gì cả. That's a very good thing. But how do you say? Em nói như thế nào nhỉ? Tức là cái bài nói của mình nó đang còn bị ngập ngừng rất là nhiều. Đó là điều thứ nhất. Còn về thứ hai, đó là cái nội dung. Tức là cái nội dung của mình nó đang chưa đi được đúng cái
cái dàn bài mà hồi nãy em chỉ cho mình á, tức là hãy đi vào cái khung cảnh trước rồi sau đó là nói về cái con người, hoặc là nếu như mà mình đi theo hướng ngược lại thì phải mô tả con người hoàn thành xong rồi sau đó là mới tới khung cảnh phía sau, đúng không ạ? À? Rồi đó là cái vấn đề của cái ý của mình nó chưa có được sao đã được chưa được sắp xếp theo một cái cách logic lắm. Rồi vậy thì bây giờ em cũng giống như sao ta đã? Cũng sử dụng những cái ý mà mình đã nói với em hồi nãy, thì bây giờ hãy dành ra 30 giây để sắp xếp lại các cái ý mình đã nói cho em khi nãy thành một bài hoàn chỉnh hơn. Và lần này hy vọng là mình sẽ không có nói ngập ngừng như hồi nãy nữa, và cái ý mô tả của mình nó hoặc đi đúng dàn bài hay theo như gợi ý, hoặc là đi theo cái dàn bài mà giống như hồi nãy của chị nhưng mà ít lỗi hơn. Được chưa ạ? Rồi okay, you have 30 seconds to reorganize your ideas. And after that, you will describe the picture again to me. And I will check your answer later. Right, 30 seconds start now. Right, 30 seconds is over and now are you ready to describe the picture again? Okay, right. Okay, do your best. Right, now please describe the picture on the screen for me, Miss Quinn. The picture is taken in the park. There are two people in it. A man and a woman. It seems they are maybe wife and husband or friends. They are feeling happy when they run together. The weather is good with the sunshine and maybe the wind. The weather is good with the sunshine and the wind blowing. Is that right? Wind blowing. Gió thì đang thổi. Right. Is that all you want to say to me? Yes. Okay. That is all. Right. Ở đây thì em thấy là cái câu mở đầu là mình đang nói là bức hình này được chụp ở một công viên đúng không ạ? Vậy thì cái cấu trúc mà được chụp mình sẽ sử dụng cái cấu trúc mà bị động, câu bị động. Rồi. Vậy thì mình phải xác định coi là vật nào là vật được chụp. Đó là bức hình. The picture is taken in a park. Right? The picture is taken in a park. Trong cấu trúc bị động thì cái động từ mà đứng sau động từ to be phải là verb 3, phải là cột 3. Vậy thì ở đây cột 3 của động từ take sẽ là taken. Right? The picture is taken in a park. Right, there are two people in it. Very good. There are two people in it. Right, so what happened next? Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Mình đang đưa ra dự đoán là hai người này có thể là vợ chồng hay là bạn bè thân thiết đúng không? Right, mình đang sử dụng cái cấu trúc dự đoán đó là maybe và seem. Ban đầu, cái lần đầu tiên mà mình nói cái câu đó em thấy nó hay hơn. Tức là, không ạ? Cái câu ban đầu mà mình dự đoán ấy, thì không phải là dự đoán về vợ chồng mà là dự đoán về cảm xúc. Còn ở lần thứ hai nói thì mình thêm một cái câu dự đoán về mối quan hệ giữa hai người này thì em thấy rất là hay nhưng mà cách mình sử dụng chưa có chính xác lắm. Mình có thể nói như sau. They look like right a couple. Được chưa? They look like a couple hoặc là they look like a married couple. Họ trông giống như một cặp đôi đã cưới, đã một cặp vợ chồng, married couple. Right, do you understand this part? Mình có hiểu phần này không ạ? À? Yeah. Right, they look like a married couple. Hoặc là mình có thể nói là they look like husband and wife là được rồi ạ. Mình có cái look like là trông như. Rồi nếu như mà mình muốn dùng seem, cái từ seem hồi nãy mình xài. They seem to be
husband and wife. Này, they seem to be husband and wife. Còn nếu mà mình muốn là seem like thì nó sẽ không xài giống look like được chị nha. Seem like nó sẽ không xài giống look like được. They seem to be husband and wife. Or they look like a married couple. Đây là hai cách mình có thể sử dụng. Rồi, mình nói là họ trông rất là vui khi đang chạy cùng nhau ha. Thì em sẽ thích cái ý đầu tiên của mình hơn. Đó là they seem happy. They seem happy when running together. Đấy, I like this one. Mà mình có mô tả về thời tiết đó là the weather is good with the sunshine and the wind. The weather is good with sunshine and wind. Rồi, chỗ này thì em sẽ bỏ cái and wind đi bởi vì mình không thực sự chắc chắn là trong này có gió hay là không. Mình sẽ bỏ đi cái yếu tố này nhé. Và em sẽ thay vào đó là em sẽ thêm vào một tính từ để mô tả cái sunshine này. Đó là beautiful, right? Right. Trong câu thì khi mà mình có một cái danh từ nào đấy mình muốn kiểu cho câu nó dài ra thì mình cứ thêm tính từ ở đằng trước thôi chị. The weather is good with beautiful sunshine and gọi như phần không cho ta. And green trees in the background. Đúng không? Ở đây là phía sau, tức là trong cái phông nền thì nó có một cái ánh nắng mặt trời rất là đẹp và có cả những cái hàng cây gọi như là xanh mướt nữa. Right, so this will be my correction for your speaking. Do you have any question? No, you don't have any question, right? So can you read the answer on the screen for me, please? Đây sẽ là bài sửa của mình và mình có thể đọc bài sửa này được không ạ? Yes. The picture is taking taken in a park. Very good. There are two people in it. They look like a married couple. They seem happy when running together. The weather is good with the beautiful sunshine and green trees in the background. That's right. The weather is good with beautiful sunshine and green trees in the background. Rồi, mình cố gắng đọc và ngắt nghỉ sao cho phù hợp. The weather is good. Mình nghỉ một cái, nghỉ một nhịp nhẹ này. The weather is good with beautiful sunshine and green trees in the background. Tới sunshine mình sẽ nghỉ một nhịp nữa và cái khoảng đằng sau là mình đọc liền luôn, không nghỉ. The weather is good with beautiful sunshine and green trees in the background. Đó. Right, good job. And remember, this word has two different S sound in it. Sun and shine. Sunshine. That's right, sunshine. Good job. Right, do you have any question for this speaking part? No, right. You did a very good job. I like your answer. It's just that you need to reorganize your thoughts a little bit more. Đúng không? Tức là ngay khi lần đầu tiên mà mình nói với em ấy, thì mình nói rất là ngập ngừng. Mình hay cứ đó. Còn cái bài nói lần đầu thì nó cũng chưa được hoàn chỉnh cho lắm. Cho đến lần thứ hai thì em đã cho thêm mình 30 giây để mình sắp xếp lại các cái ý của mình thì mình nói đã tốt hơn rất nhiều. Right. So that is the biggest difference. And I hope that next time when you do a speaking test, you can try to spend a little time on organizing your thoughts before you say. Mình cần có thời gian để sắp xếp các cái suy nghĩ của mình, các cái ý tưởng của mình để nói làm sao cho nó trơn chạy, thì gọi là trôi chạy nhất. Right, thank you so much. Right, and now we have some question. We have some speaking question right here. Right, so Miss Quỳnh, do you often exercise? Sometimes you do exercise. So what kind of exercises do you do? I running around my house. Okay, so when you use running around the house, you don't use with I. Tức là mình đang xài cái running, nó là verb in rồi. Oh. Đúng không ạ? I run around my house. You run around your house. That's right. Good job. You run around your house. I run around my house. What else do you do? Do you do yoga or do you do weightlifting? I use
try yoga, but I give up. Oh, you gave up. You gave up. Yeah. Was yoga difficult? I think it's too difficult. You think it's too difficult, right? I understand. Yoga needs a lot of practice, and your body must be very strong in order to do yoga without pain, right? Yeah. Okay. So you only run around the house right now, right? And you said you sometimes do exercise. I mean, you sometimes run around your house. So can you tell me the detail? How often? Like once a month or twice a month or every Sunday, Saturday? I run twice a week. It's not a stable day. Ah, okay. So you said it's not a stable habit or it's not a stable routine, right? Not a stable habit or routine. Habit là thói quen, còn cái routine nó giống như là một cái lịch trình có sự lặp lại cố định. It's not a stable routine or a stable habit, right? I understand. Okay. Right. So Miss Quỳnh, do you play any sport aside from running around in your house? Do you play any sport? No, I only running. You only do running. You don't play any sport, right? So when you were a student, do you like study? Do you like playing sports when you were a student? Do you like? When I was a student, I played volleyball, badminton. But it's an exercise in a subject at school. Okay, so you said that you only play volleyball and badminton because they were subjects in school, right? They were subjects at school, right? So after you stopped studying, you didn't do any sport. You didn't play any sport, right? Okay, it's okay because I totally understand. I was the same as you too. I only play sport because they were a part of school subject, right? After I stopped studying, I didn't play any sport. I didn't like I don't like activities that much, right? So even though you don't do sport, but I do believe that you know the benefits of doing sport or playing sport. So can you tell me some benefits of playing sport? The benefits of playing sport make your body better, your mind is clearer, and it improves your Do you know the word in English, or do you need my help? Yes. Từ này em dùng hoài mà tự nhiên giờ mình quên. Cái là productivity, ý mình là vậy đúng không ạ? Productivity hoặc là performance. Productivity chính xác của nó là performance. Okay, that's right, performance. Improve your performance, right? Improve your performance at work. Oh, it's okay. Don't worry, because sometimes when you look at the word performance, you don't think it as hiệu suất, but you think it as a màn trình diễn, màn biểu diễn, right? The word performance has two different meanings. Don't worry, I understand your feeling, right? So one more time, please tell me about about the benefits of doing sport. Repeat again. Okay, repeat your answer. That's right. Make your body better, make your mind is makes at work. Okay, improve your performance at work. Right, cái này em chỉ ghi lại cái ý mà mình trả lời thôi, chứ cũng chưa phải là câu trả lời hoàn chỉnh. Rồi, em có thể gợi ý cho mình cái cấu trúc trả lời như sau. Đầu tiên là mình sẽ lấy cái ý từ trong cái câu hỏi, hoặc là mình có thể lấy như sau. Đó là benefits of doing sport are, đúng không ạ? Benefits of doing sport are. Rồi, phải là the benefit, I'm sorry. The benefits of doing sport are. Rồi, sau đó là hai chấm.
Và đằng sau hai chấm này, các động từ thì mình nên đưa về động từ doing, making your body better, making your mind better, and improving your performance at work. Đó, thêm cái and vào cái đáp án cuối cùng mình muốn đưa ra. And improving your performance at work. Ở đây cái make your body better và making your mind better nó đang bị lặp lại chữ better. Vậy thì mình có thể sửa như thế nào? Đó là making your body, hoặc là mình gọi là making your body look fit. Fit ở đây là trông vừa vặn, tức là nhìn cái cơ thể của mình nó cân đối, nó không quá không quá gầy mà cũng không quá mập đấy chị. Making your body look fit, right? And then making your mind more relaxed, đúng không? Làm cho cái đầu óc mình nó thư giãn hơn, making your mind more relaxed, and improving your performance at work, và nâng cao cái hiệu suất trong công việc. Right, this is the answer that you will do. You need to remember. Is that okay? Okay. Rồi, đây là cái kiểu mà em lấy cái phần một phần của câu hỏi để biến thành câu trả lời của mình. The benefits of doing sport are, hoặc là mình có thể nói như sau: doing sport help making your body look fit and help making your mind more relaxed and help improving your performance at work. Đằng sau help mình có thể thêm một động từ doing. Right, so this is the end of the speaking part, the end of the speaking test. Right. We have some reading right here. Right here we have some food item. Mình đang có tên tiếng Anh của một số loại thức ăn trên màn hình đây. Please look at them and tell me if there's any word that you don't understand. Mình có từ nào mình không hiểu không ạ? Right, do you have any word that you don't understand? Macaroni cheese. Macaroni is mean the name of cheese. No, it's not a type of cheese. Macaroni là cái nui mà mình hay ăn sáng á chị. Nui mình hay ăn sáng đó. Cái nui mà hình ống không rồi nó mình dùng để nấu nui nước ấy, là cái này nè, nó là macaroni. Right, so in the Western countries, they prefer macaroni with cheese. They put it in the microwave to heat the macaroni up. And then the cheese will melt. Người ta bỏ cái món macaroni và phô mai này vào trong lò vi sóng để cho nó chảy ra và cuối cùng thì nó chín lên thì nó được cái món như vậy. That is their food. They are one of the famous food in Western countries. Right, it's just that. Right, don't worry, everything is easy. Rồi nếu như mà mình đã biết hết các từ rồi thì bây giờ em sẽ qua cái phần bài đọc ngay luôn. Right, so you see on the right side of the screen there is a restaurant menu. Please read the restaurant menu and tell me if the statements on the left are true or false. Rồi mình đọc cái menu của nhà hàng bên tay phải, rồi sau đó hãy cho em biết những câu từ 1 đến 5 trên bên tay trái đang là đúng hay sai. Nó đang mô tả về cái menu của cái nhà hàng này đấy ạ. Right, you can eat salad in this restaurant. True or false? Đúng hay sai ạ? Right, you can eat salad. Okay. Your answer is true. Very good. You can eat salad in this restaurant. Mình nhìn vào, mình nếu như mình chỉ thấy nó, cũng không phải là chỉ thấy nữa. Nếu như mà mình nhìn thấy bất kỳ món salad nào có trên cái menu này thì cái câu này chắc chắn là đúng. Bạn có thể ăn salad ở nhà hàng này được mà. Nó không có chỉ cụ thể là món salad nào, nó chỉ cần nó salad thôi là mình thấy có salad là đúng rồi. Number two, this restaurant sells seafood. This restaurant sells seafood. Sells seafood. Mm-hmm. Think maybe true because seafood salad. That's right. That's mean that. Good job. That's right. Very good. You saw seafood salad, and there's another dish with seafood. That is seafood pizza, seafood right? Pizza. Right. They also had seafood in it. Rồi. Ở đây thì có một số học viên đã cho rằng cái câu này là chưa chính xác, tại vì bán hải sản chứ không phải là bán đồ ăn có vị hải sản.
Right, some people will say like that. Sell seafood là bán chuyên về hải sản chứ không phải là bán những cái món ăn kèm với hải sản, ví dụ như là salad hải sản hay là pizza hải sản gì đó. Họ sẽ không đồng tình với câu này. Riêng với câu này thì nếu như chị trả lời sai thì em cũng đồng ý, và trả lời đúng thì em cũng đồng ý thôi, tại vì ý nào nó cũng đúng cả. Right, number three, there are four different types of pizza. Is it true or false? False. So how many? Okay, that's right. There are four types of pizza in this sentence, in the menu. Right, good job. And how about dessert? They don't have desserts in this restaurant. False. They have desserts. That's right. They have desserts in the menu. Good job. Right, and the last one. The water is free in this restaurant. I mean, they don't cost money. No, false. The water has 0.49. When you can say the water is 0.49 pounds. Okay. 0.49 pounds. Mình có thể là 49 cents cũng được, 49 xu. Pence, cái này là pence, đơn vị xu của đồng bảng sẽ là pence, còn đơn vị chính của nó là đồng bảng là pound. Right, the water is 49 pence. Is that okay? Right, so that is the end of the reading list, the reading test, and I think it's super easy for you. Okay, so we have the last part of the pronunciation check here. Right, bây giờ mình sẽ đến với một số cái âm quan trọng. I'm so sorry. Thank you for staying here until the end. Are you still there, Miss Quỳnh? Là alo, chị Quỳnh, chị còn đó không ạ? Yes, I'm here. I'm so sorry. Right, thank you so much for waiting for me. The internet is very bad today. I don't know why. Hôm nay cái internet nó hơi bị yếu một chút xíu. Right. Okay, so I will share the screen again and start the last test of today. That is the pronunciation test. So on the screen, you see the IPA. Mình đang nhìn thấy cái bảng phiên âm quốc tế của tiếng Anh trên màn hình đây. Đó là cái bảng hướng dẫn các cái 44 âm dùng trong phát âm tiếng Anh. Rồi với phần màu xám sẽ là phần nguyên âm và phần màu vàng là phần phụ âm. Rồi, em sẽ kiểm tra một số từ, kiểm tra cách đọc một số từ của mình nha chị nhé. Rồi, hãy đọc cho em cái cặp âm đầu tiên, cặp y dài và âm y ngắn. Cặp y dài và y ngắn này đang được thể hiện bởi hai cái từ ở dưới đây. Từ sheep, lấy con cừu, và ship, con tàu. Rồi, hãy đọc giúp em hai từ này được không ạ? Sheep. That's right, very good. Em có thể nghe thấy rõ ràng được sự khác nhau giữa hai từ này. Chính xác. Rồi, đó là âm y dài và y ngắn. Y dài đang được biểu hiện bởi từ sheep. Y ngắn được biểu hiện bởi từ ship. Vậy thì khi mà mình thấy một từ mà nó có hai chữ e liên tiếp nhau ấy, hãy cân nhắc xem việc đó từ đó có đọc là âm y dài hay không. Đó, bằng cách hãy mở từ điển ra và xem coi là nó phiên âm như thế nào, có phải y dài hay không hay là y ngắn. Rồi, cặp âm tiếp theo, cặp âm u ngắn và u dài. U ngắn sẽ là hình móng ngựa ở đây và cái u dài sẽ là có hai dấu chấm. U ngắn good hoặc là u good, u dài u shoot. Okay, one more time. Cặp u ngắn và u dài. Good, short. Chính xác. Okay, very good. Next, cặp âm từ không phải cặp này. Để em coi. Cặp o dài và o ngắn. O dài mình tròn miệng. Or, door. Rồi, còn âm o ngắn thì mình thả lỏng mình thôi. On. Rồi, một lại một lần nữa. Door và on. Door, on. Chính xác. Rồi, ok. Rồi, ngoài ra thì mình còn có các cái cặp sau, đó là âm A bướm và âm A dài. A bướm thì mình đọc như là chữ A trong tiếng Việt mình thôi. A, cat. Và âm A dài. R, far. Rồi, one more time, can you read them? Cat và far. Cat, far.
Okay, thank you. I'm so sorry. I didn't hear anything. Vừa rồi em không nghe thấy gì cả nên em hơi im lặng chút. Rồi, vậy thì nhìn chung là cái phần nguyên âm là mình đang nắm rất là tốt. Mình có thể nghe và lặp lại em phát âm một cách vô cùng chính xác. Và cái sự khác nhau giữa các cái cặp âm nó cũng rất là rõ ràng. Vậy thì em không cần phải lo lắng nữa rồi. Ngoài ra thì mình có các nguyên âm sau. E, bẹ, ơ ngắn. Ơ này, chữ E lộn ngược này là ơ ngắn à. Ơ, teacher. Rồi, số 3 hai chấm này đó là âm ơ dài. Vậy thì mình chỉ việc dài hơi và mình cong lưỡi vào trong một chút xíu. Ơ, bird. Rồi, và đây là âm ớ. Âm ớ này so với âm ơ ngắn thì mở miệng rộng hơn. Ơ, up. Đấy chưa? Up, mở miệng rộng hơn. Đó là như vậy. Rồi, vậy thì mình đã xong phần nguyên âm rồi. Xuống đến phần phụ âm thì có một số cặp âm khó. Em sẽ kiểm tra ngay đây. Rồi, em sẽ đánh dấu những cái cặp âm khó này nha chị nhé. Rồi. Rồi, chị Quân có thể mở mic lên đọc rồi những cái cặp âm khó này giúp em được không nhỉ? Đọc cái từ ở dưới cho em được rồi. Từ đầu tiên, P và boat. P, boat. Đúng rồi, chính xác rồi ạ. À, có một số học viên thì hay bị lộn hai cái âm này với nhau, mặc dù là trong tiếng Việt nó cũng rất là rõ ràng âm P và âm B nó khác nhau như thế nào. Rồi ở đây trong tiếng Anh thì cái âm P sẽ là âm gió, nó thả gió ra nhiều hơn, còn âm B sẽ là âm rung. P, boat, chính xác. Rồi, cặp âm tiếp theo, cheese và June, hơi khác nhau nha chị nhé. Cheese là âm gió, còn June sẽ là rung rất nhiều trong cổ họng. One more time, chữ phô mai và chữ tháng 6. Cheese, June. Ok, chính xác, good job. Rồi, cặp âm tiếp theo, hai âm và z. Âm thở, âm TH ở trong tiếng Anh. Rồi, suy nghĩ và cái này. Think this. Please repeat. Good job. This. Good job, chính xác, đúng rồi. Think là em sẽ cắn lưỡi một chút xíu rồi sau đó mới thả gió. Còn this em cũng cắn lưỡi nhưng mà em rung trước và em mới đọc. Rồi, chính xác rồi. Và cặp âm khó cuối cùng. Shall và television. Cái này nó đang hai cái âm này đang để chung cái khuôn miệng như vậy, nhưng mà một cái thì là gió nhiều, còn một cái thì rung trong cổ họng. Shall và television. Rồi, mình đọc lại được không ạ? Shall television. Okay, good job, that is correct. Rồi, cái chữ shall mình cố gắng lên, kiểu như là mình đọc sang sang lên một chút xíu nha chị nha, là được. Shall, very good. Okay, right. So that is the end of the pronunciation test, and I have to say I'm very impressed of how good of a English speaker you are. I mean, your pronunciation is very good. You can mimic, you can repeat correctly my pronunciation. Mình có thể lặp lại rất tốt tất cả những cái âm mà em đã phát âm. Vậy thì em đang thấy là cái điểm phát âm của mình đang rất là cao chị nè. Có cái điểm mà nói của mình sẽ là một điểm mình cần cải thiện nhiều nhất. Cái phần nói của mình là mình bị cái nội dung của mình nó chưa có sắp xếp theo một cái trình tự logic khi nói, cho nên là lúc trình bày mình sẽ phải kiểu như là vừa nghĩ vừa nói, cho nên là có cái việc mà mình bị ngập ngừng ngay giữa các cái câu với nhau ấy chị. So that is the one thing you need to improve the most, and all the other skills that you have are already very good. You just need more practice with someone who knows English. Mình sẽ cần tập luyện nhiều hơn với một ai đó có thể sửa bài giúp mình, chị nhỉ? Right. So how do you feel about today's test? I think this test is suitable with me. Uh-huh. I can hear, I can speak. Although I don't confident when I speaking. Oh, you're not. I speak. Yeah, you are not confident. Confident is an adjective, so you don't use the word don't. Okay, confident là tính từ, cho nên sẽ không có trợ động từ don't phía trước. Trợ động từ don't chỉ đứng trước động từ thôi. You're not confident when you're speaking. It's okay, everybody is like that at first. Ngay từ đầu thì ai cũng như vậy cả, tại vì mình không có nhiều cơ hội để luyện tập nói. So if you have a chance, please practice speaking English more so that you feel more confident and you know how to control your idea, vocabulary and grammar when you're speaking. Right. Vậy thì kết thúc bài kiểm tra hôm nay thì em đã đánh giá được cái năng lực chung của mình và đã sắp xếp được một cái giáo trình phù hợp với mình nếu như mà mình theo học tiếng Anh ở Pantado. Đó là giáo trình
Giáo trình PAN người lớn tên là Developing. Với giáo trình Developing này mình sẽ có 24 bài. Mỗi bài mình sẽ được học về một chủ đề rất là quen thuộc trong cuộc sống. Mình sẽ được bao, nói chung là khi mà học cái phần giáo trình của PAN Developing này, mình sẽ được tập trung chủ yếu vào kỹ năng nói, kỹ năng nghe. Tức là giáo viên sẽ có những cái phần mà phần dùng để hỏi và trả lời với học viên ấy chị, thì khi mà học mình sẽ được giao tiếp tiếng Anh với giáo viên rất nhiều. Được chưa? Đồng thời mình cũng sẽ được ôn lại một số các kiến thức ngữ pháp mình đã học từ trước, nhưng mà ngữ pháp nó không phải là phần trọng tâm của cái PAN Developing này ạ. Right. Okay, so that is that is the curriculum I have chosen for you, and for further information you can contact you can contact Miss Tuyết for to ask for the information about the class. Rồi, với những thông tin mà liên quan đến lớp học thì mình có thể hỏi thêm về chị Tuyết. Vậy thì buổi bài kiểm tra demo của hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Không biết là chị có thắc mắc gì trước khi mình chào tạm biệt không ạ? Chủ yếu là mình chỉ muốn tìm hiểu về cái thông tin sắp tới của cái khóa học của mình như thế nào thôi. Dạ, vậy thì em đã trả lời giúp mình rồi, là có 24 bài. Mỗi bài mình sẽ học trong vòng 45 phút. Và cái giáo trình nó sẽ xoay quanh cái chủ đề, 24 chủ đề khác nhau trong cuộc sống. Em sẽ mở trước cho mình coi. Em sẽ mở trước cho mình coi. Đâu rồi? Này, em chỉ mở cho tên của cái chủ đề cho mình thôi nha chị nha. Em chỉ mở tên của cái chủ đề. Ok. Right. Rồi, như mình đang thấy ở đây là cái file folder này tên là PAN Developing. Đây là sẽ các bộ sách mình sẽ theo học. Rồi, cứ mỗi một bài thì mình sẽ được học về một chủ đề khác nhau như sau. Ví dụ như chủ đề 1 là học giới thiệu về bản thân nè. Rồi chủ đề 2 là về tiền và các con số. Thì trong chủ đề 2 này mình sẽ học về tiền tệ của các nước, cách nói số, ví dụ như cách nói số, số thập phân hay là phân số, hay là cách nói giá tiền, chủ đề chủ yếu như vậy. Bài 3 thì nói về thời gian và lịch trình, thì mình sẽ học cách đọc thời gian chính xác trong tiếng Anh, nói giờ trong tiếng Anh, rồi nói về cái lịch trình của mày diễn ra, của mình diễn ra vào ngày mấy, tháng mấy. Xin lỗi em nói nhanh quá. Đã rồi. Đó là cái nhìn bao quát của giáo trình Pentado Developing, là cái giáo trình mà em đã chọn cho mình sẽ theo học. Vậy thì mình có 24, ở đâu không phải 24, là em nói lộn, là 32 buổi, em xin lỗi chị, 32 buổi, em lộn sang cái giáo trình mới. 32 buổi, thì trong 32 buổi này sẽ có các bài test vào ngày, vào các buổi ở đâu? Đây. Đây, mình sẽ có các bài test lần lượt, như là bài test vào bài số 14, bài test vào bài số 26 và bài test vào bài số 32, là bài test cuối khóa của mình. Được chưa ạ? Rồi, đây là nhìn chung về cái giáo trình Pentado Developing của mình. Rồi, đó là những thông tin mà em có thể cung cấp cho chị ngay bây giờ. Đó là mình học 32 bài, mỗi bài khoảng 45 phút. Thì các cái nội dung này em cũng đã show trên màn hình cho mình thấy rồi, toàn là những cái chủ đề rất là hữu ích cho mình về cái cuộc sống hàng ngày. Rồi, không biết là chị còn không? Là 32 bài là 32 buổi ấy chị. Nếu như mà mình đăng ký đúng cái khóa Pentado Developing này, mình sẽ học trong 32 buổi. Thì còn tùy vào thời gian mình sắp xếp lịch trình của mình, một tuần mình học bao nhiêu buổi nữa. Ví dụ như một tuần mình học 2 buổi thì kiểu như là mình cũng chỉ tốn khoảng 16 tuần, I guess. 16 tuần, em giỏi toán lắm. Rồi, cái đấy còn tùy vào thời gian rảnh mà mình có thể sắp xếp được một tuần mình có thể học với Pentado được bao nhiêu buổi nữa nha chị nha. Còn như em đã nói thì mỗi một bài sẽ là một buổi học của mình. Rồi, và còn tùy theo cái tốc độ học của mình nữa. Ví dụ như là bài hôm nay nó quá dài thì em không thể đi hết được, em sẽ chia thành hai buổi. Thì nó sẽ thêm một cái buổi dư ra phía sau. Thì cái buổi dư ra đấy thì mình sẽ tiếp nối sang khóa tiếp theo luôn. Hoặc là cái đấy là tùy vào quyết định của mình chị nha. Dạ rồi, vậy thì trên đây là thông tin về khóa học và giáo trình học của mình. Trong buổi hôm nay thì có một số chỗ em nói hơi nhanh cho nên em bị lưu lưỡi. Vậy nên hy vọng là chị thông cảm cho em. Cảm ơn chị nhiều. Dạ rồi, dạ vậy thì cảm ơn chị Quỳnh đã đến buổi demo ngày hôm nay. Em sẽ gửi kết quả về cho chị Tuyết. Và có gì thắc mắc thì mình cứ hỏi chị Tuyết bên Pentado nha chị nhé. Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều.